Bờ Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình đã lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Thì bà con mình có thắc mắc là trên thị trường có quá nhiều dòng máy massage thì nên chọn loại nào? Thì hôm nay Bờ Sơn sẽ có một cái video, cái nhìn tổng quan cho bà con mình dễ lựa chọn sao cho phù hợp với mình nha. Ví dụ ngày xưa thì mình có cái máy massage truyền thống là mình chạy bằng động cơ, nó quay như vậy nè, nó sẽ rung động massage cho mình. Và sau này thì có cái dòng máy nữa, đó là máy miếng dán xung điện. À, mình dán cái miếng dán lên thì nó sẽ có một cái dòng điện rất là nhỏ, nó sẽ kích thích để cho cơ mình co thắt vậy nè, giống như có người xoa bóp thì nó cũng làm cho mình giảm cái tắc nghẽn mạch máu cho đó, để cho mình không đau nhức. Thì mình quay lại với cái dòng máy cơ truyền thống nha, thì có cái dòng máy nhỏ vậy nè, nhỏ gọn, nó xài bằng pin và cái động cơ rất là nhỏ thì cái độ rung nó rất là yếu ha, thì mình đè lên thì nó sẽ rung như vậy nè. Để nó làm giống như có người xoa bóp cho mình, thì dòng máy đó có mấy chục ngàn thôi, thì Hoàng Sơn không có bán những cái dòng máy như vậy. Rồi sau đó là những dòng máy to hơn đó. Đây là dòng máy thông dụng mà cả nhà mình hay thấy nè, máy massage cá heo đó. Thì mấy cái dòng máy này thì có nhiều giá lắm, tầm khoảng 100-200 ngàn cho đến 400-500 ngàn, tùy theo hàng có thương hiệu hay hàng giả hàng nhái cả nhà ha. Có nhiều máy giống như cũng hình dáng cá heo này nè đó, nhưng mà giá rất là rẻ. Còn đây là Hoàng Sơn giới thiệu cái hàng của hãng là Unicare nè, 380 ngàn là giá niêm yết của hãng. Thì cả nhà mình có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn để nắm được cái giá rõ hơn, và nếu mà có chương trình trợ giá của Sức Khỏe 60 giây á, thì sẽ báo giá chính xác cho cả nhà mình. Thì cái loại này á, nó khá là to đó, mình cầm vậy nè, cái mình để cái lên chai mình nó rung, hoặc là mình nằm xuống. Đó, cả nhà thấy hình của cô gái nè, nằm xuống mình sẽ tự massage cho mình, giống như mình cầm nó rung trên cái lưng mình á, hoặc là mình rung trên tay, hoặc là trên đùi. Thì có những dòng tương tự nữa đó, cũng trên dưới 1 triệu. Thì đây, để Hoàng Sơn lấy cho cả nhà mình xem tham khảo. Đây, ví dụ như cái dòng máy này nè, cá heo ha. Thì đây là có cái máy rung đó, và có đèn hồng ngoại. Thì tùy theo cái hàng có thương hiệu mà cái độ bền của nó là thời hạn lâu hay không, thì có bảo hành hay không, và có nhiều đầu hay không nữa. Và sau đó mình sẽ lấy cái đầu phù hợp mình gắn vô, ví dụ như vậy nè, mình trồng vô thì để mình có thể massage hai cái chấu, hoặc là nhiều cái kim nhỏ, không phải kim nhỏ mà cái đầu nhựa nhẽo nhỏ đó, nó giống như cái lược đó, thì mình sẽ gắn vào đây. Thì có những dòng máy mắc tiền hơn thì Hoàng Sơn sẽ giới thiệu sao cho cả nhà mình tham khảo, là nó mắc tiền hơn là chỗ là nó có nhiều cái đầu hơn đó, mình cầm vậy để chai ha thì nó rung vậy nè đó, hoặc là mình để trên lưng, hoặc là trên tay như thế này đó, thì cầm cái này cũng hơi mỏi tay xíu, nhưng mà có bà con mình rất là thích cái kiểu truyền thống này đó, nên là cái loại này thì trên thị trường bán được rất là nhiều. Và đương nhiên có những dòng rẻ hơn thì có thể không bảo hành, hoặc là hàng giả hàng nhái, thì cái đó sẽ có những cái giá khác. Hoàng Sơn chỉ bán hàng có thương hiệu cho cả nhà ha. Thì cái dòng truyền thống này là thứ nhất là cái giá nó cũng phù hợp, giá nó cũng rẻ, nên là rất là nhiều người bà con mình dễ xài đó. Ví dụ giống như ông bà mình đau nhức mà muốn có cái dòng máy giá rẻ rẻ xíu á, thì dòng máy này nó cũng khá là phù hợp. Rồi cái dòng máy tiếp theo á, là nó cao cấp hơn, mắc tiền hơn xíu, đó là cái miếng dòng quấn này nè, dòng quấn quấn trên bụng nè. Thì Hoàng Sơn có video về hướng dẫn cách xài của máy này rồi, hoặc là mình quấn trên bụng hoặc là trên vai cả nhà ha. Máy này hơi to nên Hoàng Sơn không có lôi ra. Thì cái dòng máy này nó giá của những cái hãng khác á, nó tầm khoảng cỡ 300-400 ngàn cũng có, còn những dòng máy này nó tới 1 triệu mấy gần 2 triệu. Thì cả nhà mình có thể xem video khác, Hoàng Sơn sẽ nói rõ hơn. Cái này nó tầm khoảng 1 triệu 7, nhưng mà nếu cả nhà mình liên lạc thì có thể kênh Sức Khỏe 60 giây có cái chương trình trợ giá, thì Hoàng Sơn sẽ báo cho chính xác. Thì cái này á, mình sẽ đeo vào bụng thường á, để bà con mình tập để giảm mỡ, giảm cân. Đương nhiên là cái máy nó không thể nào mà giảm cân cho mình được 100%, mà mình phải kết hợp cả ăn uống rồi chế độ nghỉ ngơi, và cái này là một phần để cho nó rung, vừa có thể để giảm cân mà vừa để thư giãn cả nhà ha. Ví dụ mình đang ngồi xem tivi nè, mình đeo bụng nó sẽ rung chỗ mà mình muốn, hoặc là rung ở trên vai để giảm đau nhức, hoặc là đeo trên đùi. Thì những dòng máy khác á, thì nó rẻ tiền hơn là nó sẽ thiết kế là nó sao không có hiệu quả bằng cái này. Ví dụ giống như hai cái động cơ nó nằm trên cái tay
thì lâu ngày nó sẽ rất là dễ bị đứt cái cổng dây điện đó và nó thiếu cái độ an toàn về điện. Còn trong khi động cơ của cái dòng máy này á, nó sẽ chứa trong một cái hộp nhựa thì sẽ an toàn hơn cho mình. Và bà con mình có thắc mắc là mấy cái dòng máy này có xài pin hay không là chắc chắn không xài pin cả nhà ha. Tại vì sao? Cái động cơ nó khá là lớn nên là mình phải sử dụng điện nhà để nó mới rung nổi. Còn những dòng máy mà mini như nãy Hoàng Sơn nói còn mấy chục ngàn cho đến cũng cái dòng máy cầm tay thì xài pin nó rất là tốn điện nha, tại nó nhanh hết dữ lắm. Thì thường những cái dòng máy cơ này cả nhà mình mua thì nên mua dòng máy xài điện. Còn cái dòng máy mà ta hay bán dạo lề đường á, cái đó để xài rất là nhanh hết. Dòng máy Trung Quốc có thể không bảo hành và động cơ nó cực kỳ nhanh hư nha. Rồi, thì đây là cái dòng máy massage truyền thống. Và sau này có cái dòng máy cao cấp hơn đó là cái ghế massage, cả nhà mình cũng biết rồi. Những dòng máy massage thì nó tầm khoảng tầm 10 triệu là đã có đầy đủ rung từ vai nè, hông lưng nè, xuống đùi luôn và tay nữa đó. Thì cái đó là nó kết hợp rất là nhiều cái động cơ của cái massage rung truyền thống. Bên cạnh đó thì nó sẽ có cả đèn hồng ngoại, đèn hồng ngoại để nó sưởi ấm, để nó kích thích máu huyết mình nó lưu thông á. Thì những dòng máy như cá heo này cũng có đèn hồng ngoại nha, và dòng máy đau bụng này cũng có đèn hồng ngoại bên trong đó, để nó sẽ làm ấm lên, nó kích thích rồi nó sẽ làm tan mỡ tốt hơn đó. Thì đây là dòng máy truyền thống mà hiện giờ cũng rất là nhiều người xài cả nhà ha. Tại có nhiều bà con mình không xài được cái dòng máy điện tại vì nó giật TTT cái nghe sợ đó, nên là ông bà mình lớn tuổi thì thường hay chọn những cái dòng máy như thế này, dòng máy cơ. Rồi còn đây là cái dòng máy massage xung điện. Rồi trên thị trường cũng có dòng máy massage xung điện từ khoảng 100 mấy chục ngàn cho đến khoảng gần 2 triệu, nhưng mà Hoàng Sơn cũng không có tư vấn hay giới thiệu cái dòng máy đó. Thì cái máy đó nó có thể là hàng đóng chính hãng, nó làm cho mình rất là khó chịu. Hoặc là nếu mà như cả nhà có xài những dòng máy rẻ tiền đó, mình nên xài bằng pin nha, không được xài bằng điện, tại nó có cho theo cái cục biến điện để mình cắm trực tiếp vô điện lưới đó, thì nó sẽ chuyển từ cái điện đó nó giảm xuống thành điện của pin, rồi từ điện pin đó kích thích ngược lên thành xung điện. Thì có rất là nhiều trường hợp là bà con mình bị điện giật ở những cái dòng máy massage này. Nên là những cái dòng máy mắc tiền mà thương hiệu như thế này nè thì họ chỉ cho xài pin chứ không có cho xài bằng điện. Không phải là họ không làm được đâu cả nhà ha, mà là cái mức độ an toàn của cái máy massage xung điện là không có xài bằng điện. Thì máy của hãng chính hãng đó, nên cả nhà mình cũng nhớ cân nhắc nha. Thì bên Sức Khỏe 60 giây có cung cấp những dòng tầm khoảng từ 1 triệu cho đến 1 triệu 8, 50 triệu 9 nè. Thì cả nhà mình liên lạc để có thể cập nhật được cái giá mới nhất và trợ giá của bên Nam Việt Shop. Thì đây là cái dòng thông dụng nhiều chức năng. Và của Ôm Rong nó có một dòng nữa là đơn giản hơn, nó rẻ tiền hơn. Cái dòng này nó tới 1 triệu 330 ngàn. Và có cái dòng mắc tiền hơn hình như là 1 triệu 750 ngàn đó. Nó sẽ nhiều chức năng hơn, nó dài hơn này chút. Rồi còn cái Dr. Hồ thì cả nhà quá quen thuộc ra ha, nó sẽ rất là đơn giản nhưng mà giá nó lại cao hơn cả Ôm Rong. Thì nếu mà cả nhà mình thích một cái máy đơn giản mà có nhiều phụ kiện, nhiều miếng dán nhiều nơi đó, dán trên lưng, trên vai và dán bàn chân này nữa đó, thì mình có thể xem lại video cũ để mình có thể tham khảo được đó. Thì cái này là 1 triệu 850 ngàn. Còn cái dòng máy của Ôm Rong thì nó chỉ có 2 miếng dán theo máy thôi, nhưng mà nó có rất là nhiều chức năng ở đây. Ôm Rong thì cả nhà biết là nó nổi tiếng về bên thiết bị y tế, máy đo huyết áp rồi ha đó. Thì đó là cái video để các nhà mình tham khảo. Thường thì cái máy này á nó gọn nhẹ để mình có thể sắp theo. Xin ví dụ tháo cái máy này ra đi, để mình có thể đang lái xe hơi nè, đang chạy xe máy nè, coi tivi hoặc là đi du lịch, mình có thể sắp theo được, nó rất là nhẹ đó. Cái dòng máy này là dòng máy cơ bản nha. Rồi có mình có cổng dây điện truyền xuống và mình gắn vào hai cái miếng dán ở đây nè, hai cái miếng dán này có thể mình dán vô vai hoặc là dán vô tay. Thì còn sao có video riêng về cách sử dụng nó rồi, ở nhà thấy nó rất là gọn nhẹ không. Ở phía sau xài pin pin 3A. Rồi nó chỉ có một nút tăng giảm để mở máy thôi, và một nút để mở ra, để một nút cắm vào để mình truyền ra cái miếng dán, chứ không có cái chỗ mà mình để cắm điện nha ha. Và dòng máy đóng tờ hồ đó, và đây là một số chức năng mình chọn sao cho nó kích thích phù hợp với mình. Thì cái dòng máy này thường thì không có để là massage để tan mỡ đâu, mà thường nó vẫn có chức năng đó nha, nhưng mà
cái chiên để mà massage mà những chỗ mình đau nhức, đau cơ, ví dụ căng cơ nè, đau cơ của ông bà mình bị tắc nghẽn mạch máu thì nào mình dán cho đó ha. Thì mình cái ưu điểm của nó là rất là gọn nhẹ đó, nhưng mà xài một thời gian thì mình sẽ bị hết keo với miếng dán này thì mình mua miếng dán khác thôi. Còn từ những cái động cơ rung như vậy á thì nó lại phù hợp cho những nhà ở quê của ông bà mình lớn tuổi thì hay xài cái đó, cái kiểu miếng dán xung điện thì nó hơi hiện đại hơn chút, nhiều khi ông bà mình không quen xài cũng rất là ngại, nhiều khi nghe nó giật tê tê ha, không phải giật tê tê mà nó co thắt bằng cái miếng dán tự nhiên nghe cảm giác sợ. Còn cái này làm cái kiểu truyền thống thì thấy quá rõ bằng mắt rồi ha, động cơ cứ rung lên rung xuống vậy nè thì ông bà mình cũng đỡ ngại cái đó. Đó nên là cái này thì ở nước ngoài á bà con mình hay xài về miếng dán xung điện hơn, nó gọn nhẹ dễ xách đi đó. Còn ở Việt Nam mình ông bà mình hay xài cái động cơ rung này ha, cầm nó chặt tay hơn, vững chắc hơn. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.